Ok, và xin chào các anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trên trật lý mùa 5.5 nhé anh em. Rồi, như anh em thấy thì hiện tại là mình đang khởi đầu với một cái đội hình khá là quen thuộc với Long tộc. Và mình cũng đã tận dụng khá những lượng trang bị mà mình đang có. Thứ nhất là mình đã đắp một cái bùa xanh và một cái quỷ thư. Hai trang bị này thì về cuối game chúng ta có thể cho những cái vị tướng như là Timo này, còn quỷ thư thì chúng ta có thể ném cho con Volibear cũng được. Đấy, trang bị kiểu như là phù hợp với những cái vị tướng mà đánh về cuối game thì mình nghĩ là chúng ta có thể lắp ngay lập tức và giữ máu luôn nhé anh em. Rồi, ui giời ơi, đốt rất lực ạ. Phòng này cũng cấp 4 50 tiền luôn. Tại sao mới cấp 4 50 tiền, bây giờ mới cấp 4 ta? Úp cấp đi chứ. Để nhiều tiền để làm gì đây? Mình sẽ lên cấp 6 luôn nhá. Tại vì Nam An bị giữ tiền cho hai con Zira mỗi bên một góc. Thế này thì chói ối rồi ôi luôn. Mà con Zira này thì mình nghĩ là nó chói kiểu đa mục tiêu từ đầu bản đồ đến cuối bản đồ. Mà mình lại xếp hai góc này thì em bạn khó có thể nào mà né tránh được đây. Ai đây nào? Đó chính là The Bear of Hell. Ui dồi, đội hình sát thủ kết hợp với đấu sĩ sao? Anh ta như là cũng đang tìm kiếm những con long tộc rồi thì phải. Còn Zeko đi nhưng vẫn chưa thấy Zira. Mình sẽ có luôn 4 long tộc ở đây. Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thanh niên Galio. Ui, vẫn thua này. Mẹ, nhưng mà thua kiểu này khá là ức chế này. Uri còn một chút máu, Sejuni và Seth cũng vậy. Khá là buồn. Seth, Nunu. Nếu Nunu vào thì mình nghĩ là nó trâu hơn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có thể tìm kiếm thêm một con Sejuni cho một đầu sĩ vào cũng rất là trâu đây. Long tộc, mình nghĩ là ở cái meta hiện tại thì chơi cũng khá là hên xui. Kiểu như anh em có được long tộc sớm ấy thì chúng ta sẽ có được một cái khả năng tăng tiến sức mạnh rất là nhanh. Đổi lại thì anh em mà chưa có long tộc thì chúng ta sẽ bắt tạm những cái con như là ác quỷ đấu sĩ gì đấy, bắt đại đi. Chơi ngày có long tộc thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi long tộc phong cách siêu cấp VIP Pro. Long tộc xoay bài Pro bui các kiểu đa điểm. Mẹ, nhưng mà cũng bị con Doctor đồ thế giới này nó cào cho ngu người luôn. Cáo rất là thối anh em. Ông lại kết hợp với đội hình hiệp sĩ nữa. Rất trâu ạ. Với những lựa trang bị này thì anh ta có thể chơi Aphelios hoặc là Draven. Draven thì mình nghĩ bây giờ chúng ta cũng không cần cái cung xanh nữa, bởi vì nó cũng đã có được cái nội tại xin giáp rồi phải đúng không? Rồi 58 máu mình ra đầu tiên. Mình sẽ là con Nocturne nha anh em nhá. Nocturne cầm BF, mình sẽ đâm luôn một cái giáp tinh thần. Chứ còn mà Gragas thì nó chỉ có một tiền thôi, ông nào lấy thì khá lỗ. Bên trận này thì toàn hàng xịn ạ, BF, nước mắt và gậy, ba trang bị này thôi, không có giáp hay là cung gỗ gì cả. Ông nào mà chơi AP thì gặp những cái phiên đi chợ này rất là ngon, kiểu Velcot với cả Kama các kiểu á, siêu phê luôn. Rồi Zira vẫn chưa lên 2. Trong cái đấy thì top 1 đã có cho mình được Zig 3 sao rồi. Kinh quá. Top 1 400 máu lại còn có Zig 3. Kiểu này gọi là auto win luôn. Từ đầu game đến giờ vẫn chưa ai có thể đánh bại được cái ông WW. W. Sao không phải WWE nhỉ? Ai ơi. Đó chính là Hari Samara Asia. Ôi giời ơi, anh ta thì đang có được một cái độ hình khá là chiến, vệ binh, quân đoàn và kẹp thêm một con Suraka cầm một quỷ thư, rất lợi hại nha. Để xem là hai thanh niên này có cân được hết team mình không. Chói đi. Ui, thua rồi anh em. Draven cầm cái cuồng đao này thì nó ném cho thì gậy người. Trang bị thần thoại
mình sẽ lấy một cái bút thần tích nha anh em nhá. Cái trang bị này thì mình nghĩ là bút cho toàn team thì hợp lý nhất rồi. Fiddle stick này. Bán con này đi, con này đi. Một click nữa thì chúng ta cũng lên được cấp 7 luôn. Nhưng mà cấp 7 vẫn chưa có Galio. Sao lại ra Fiddle stick ta? Sao không phải là Galio nhỉ? Tôi thích Galio lắm. Ai đây? Bòi một champ Lucian. Ôi giời ơi, chơi sao lại không chơi Lucian mà lại chơi Syndra thế này? Hàng Tiến đặt tên Bòi một champ Lucian mà lại chơi Syndra. Cung thủ thiên thần. Thế là không được. Ui, má vẫn thua tiếp này. Mình đang làm hết sức những gì mình đang có để có thể giữ máu nhưng mà không đổi rồi. Đã vậy thì mình sẽ phải sử dụng đô la thần trưởng thôi. Ui giời ơi, Lucian với cả Kama. Nhưng mà lượng trang bị của ta thì mình nghĩ là chơi AP thì vẫn ngon hơn. Nếu như anh em có cung gỗ và nhiều BF thì chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn. Chơi Axan về cuối cũng được, hoặc là Aphelios ở cấp độ 8. Sau đó chúng ta sẽ để tiền từ từ và lên cấp 9 tiếp Axan sau. Rất nhiều vàng luôn anh em. Kiểu này mình muốn mình lên cấp 9 sớm rồi. Udi này. Rồi. Tình hình phải roll nhẹ thoát xem nào. Vẫn chả có ra gì cả. Có Gragas nhưng mà bây giờ thì bắt hơi lẻ tiền. Rất tốn kém. Anh em đánh thì rất khét rồi. Bây giờ nãy là mình giữ máu ổn, bây giờ xuống ngay top 8 rồi anh em. Khá buồn. Gặp ông nào yếu yếu một chút xem nào. Ui, ông này có Poppy 3 sao nhưng lại cho ở ngoài. Tại sao thế nhở? Tại sao lại cho Poppy 3 sao ở ngoài? Hình như là có thiết giáp cho nên anh ta quyết định bỏ Poppy 3 sao. Sắp có cho mình được Kalista 3 level 5 mà roll được con Rail 2 sao này thì mình nghĩ là cực kỳ xịn luôn đấy nha. Ông này hình như là tính chơi đội mạ vàng thì phải. Kalista đồ cũng rất chiến. Galio cầm giáp máu này thì rất là trâu rồi. Lại thêm một trận thua nữa, đây là trận thua thứ 5 của chúng ta rồi. Còn 31 máu thôi. Gậy và gang đấu tập. Quỷ thư thì mình đã có rồi phải không nào? Và chắc là mình sẽ lựa chọn một cái hai cái này hơi khó đấy nhở. Mình sẽ lấy một cái xem nào. Ui rồi. Free roll. Lấy gang đi. Úp cắt xem nào. Ivan Rail Zira Nunu 2. Bắt tạm giữ máu anh em ạ. Axan này, ôi ôi, Kama, Fiddle stick, sao không ra con ấy ta? Galio của tôi đâu? Trời ơi, level 8 Monin hết tiền mà không ra được Galio, thế này là hẹo sớm rồi anh em ơi. Lại gặp ngay top 1 100 máu, Zik 3 sao, đội hình ác quỷ. Thua luôn. Quá khó chịu với con dịch này. Nó có cuồng đao bột xanh. Mũ phù thủy ném mình siêu thối luôn. Ghê quá ta. Đúng rồi. Lượng máu của chúng ta quá chênh lệch so với những người chơi còn lại. Gần như là bị gấp đôi luôn. Kama 2. Tiếp tục là một Fiddle stick nữa. Hai thằng Ivan. May quá. Có Galio với cái Ivan 2 này là đẹp dai rồi. Này cho anh Seth. Fiddle stick thay vào vị trí của Axan. Nhưng mà Axan vẫn chưa có trang bị nào cả. Ok. Để xem là ai đây nào. Ui rồi, đồng dâm long tộc. Cho em một cơ hội đi. Đấu sĩ. À, ông này chơi đấu sĩ kết hợp với sát thủ. Tính chơi đấu sĩ sát thủ long tộc mạ vàng ở đây thì phải.
Ôi rồi ôi, dồn khá nhiều trang bị cho Kha'Zix và Gragas. Nhưng màu này phải kẹp nhiều thần sứ vào, vì con Gragas thì mới hồi phục được nhiều máu anh em. Trận thắng đầu tiên của chúng ta sau khi mà có quá nhiều trận thua. Ok, đi chợ xem là có hàng gì hay không đây. Ôi giời ơi, có Akzan tiếp này. Nhưng mà cái mình cần đó chính là con Heimerdinger thôi. Chứ Akzan làm cái mẹ gì. Ok, Heimerdinger vừa có tái tạo lại chơi được thêm lòng tộc. Không lấy hơi phí. Nhiều. Giờ đẹp dai anh em ạ. Có Heimerdinger chắc chắn là khác biệt lớn trong đội hình của chúng ta rồi. Kama tiếp. Kama nuôi cái Kama 3 sao sao. Có khả năng khi mà chúng ta lại có một cái trang bị free roll ở đây. Lên thì lên được đấy. Mà hơi tốn kém nha. Ôi xét. Thế lúc chúng ta phải bán hết những con Udi các kiểu đi thôi nhá. Bây giờ bán đi cũng chả thích được tiền. Xem con này vào đây. Bắt cứ bắt đi. Ui ôi. Quên sắp lại cái con rồng con. Con rồng con lên hàng thẳng hàng đầu rồi này. Rồng hổ báo thế. Mình cứ tưởng rồng con để auto nó bên cạnh Heimerdinger chứ. Ok, ông Draven này mới 1 sao cho nên là vẫn có thể ăn được. Hợp lý. Bán luôn con này đi. Bây giờ thì đã đủ tiền tích rồi. Xem nào, Fiddlestick 2 sao. Dyna với cặp 2. Thêm cả Riven nữa. Ui dồi, ông top 1 hình như là chơi ác quỷ mạo vàng rồi, xanh thế. Khó quá rồi anh em ơi, ông top 1 ở này ông xanh quá. Mình sẽ lắp luôn một cái trang bị căng bảo thạch cho Heimerdinger. Khé cho nó chí mạng nha anh em. Đội hình chúng ta thì toàn là những cái trang bị đam thôi. Có mỗi cái vuốt tích thần là một trong những cái trang bị phòng thủ mà mình đang có. Đây, Boy Chim Lucian. Đội hình thiên thần, mạ vàng à. Sắp lên được thêm một con Syndra 3 sao nữa. Đã có Aatrox 3 với cấp 3 rớt rồi. Leona cũng đang trong quá trình. Nhiều anh em chơi đội hình 3 sao quá ta. Có được không đây? Chả lẽ một mình thằng Aatrox còn xuyên hết cả team mình. Điều này là rất khó. Khi mà Zira của chúng ta lại có quỷ thư. Volibear. Ôi giời ơi, anh gấu biết nhét vào đâu đây. Đội hình của chúng ta bây giờ không có chỗ nào nhét anh gấu vào. Khó quá nhờ. Anh gấu này tí hất tung với cả không chế thì ối rồi ôi luôn. Cực kỳ xịn đó. Mai nhưng mà bây giờ chưa có cách nào có thể cho anh gấu vào được. Mình sẽ để dành tiền vũ cấp 9 đi anh em. Đây là cách duy nhất rồi. Chứ Fiddlestick 2 sao với cả Ivern 2 thì rất khó để có thể bỏ ra. Lên thêm Lulu 3 sao đến từ vị trí của Mycel. Anh ta có Zig 3, Kennen 3, Lulu 3. Nhiều 3 sao quá. Bỏ Fiddlestick đi 2 sao thì phí quá anh em. Tuy là chúng ta như thế thì có thêm một đấu sĩ á. Đây này, ông cũng có cả cái nền 3 nữa. Đấy, quên. Phạm Đức Lương. Ông này thì chơi đội hình quân đoàn. Dồn trang bị cho Kalista. Đâu? Hình như là chơi hiệp sĩ Aphelios hay là Draven gì đấy. Nghi lắm. Chứ thấy con Kalista này hơi fail. Ông này cấp 7 50 tiền. Chắc chắn đang để giải tiền là cấp 9 vào roll đây. Ui rồi. Phóng lợn cũng khá đau. Nhưng mà tôi cũng lấy làm rất tiếc. Đến giờ của chúng ta rồi. Showtime.
Ôi trời ơi, trợ giúp Nico luôn. Vậy là chúng ta sẽ có được hai Nico. Mình sẽ mà là một cái phòng kiếm đây. Bây giờ quên lắp đồ. Với cả mình đang đợi kho vũ trang vòng 5.2 xem ra cái gì ấy để có thể tận dụng nốt. Nhưng mà bữa nay hơi hiếm 5.2 có đồ anh em ạ. Thấy ít quá. Trong khi đấy thì ai đó đã đánh bại được top 1 rồi. Không biết là cao nhân nào. Cao nhân nào lại mạnh như thế. Khả năng là Venda. Người ta đang rất cháy ạ. Cho xin cái hẹn với Venda luôn. Hai cô này thì chúng ta có thể lên ngay Hammerdinger 2 là cũng ok. Đây rồi. Ui trời ơi. Hất tung được Zeke 3 sao rồi. Không biết là có ăn được hay không. Với ác quỷ này thì đầu game rất khỏe. Ông này sao lại bỏ đồ ra ngoài nhỉ? Chắc đang để dành trang bị cho Teemo. Sắp có thêm cả Chitara 3 nữa. Ác quỷ mạ vàng trong truyền thuyết đây sao? Nhiều thì nhiều 3 sao thật. Nhưng mà hơi yếu. Tôi vẫn có thể bắt nạt được là anh em biết là yếu rồi. Chứ tôi gần top bét đây này. Mày bắt được cái Ivor làm gì ta? Chắc là tính cho thêm Teemo thuật sĩ các kiểu vào. Tại vì ông ta tìm quá nhiều 3 sao cho nên là úp cấp hơi lâu. Top 1 mới chỉ cấp độ 6 thôi anh em ạ. Úp cấp luôn đi anh em. Cho thêm gấu vào để có thể giữ máu chơi long tộc lâu luôn. Lâu dài luôn. Ngại gì vết bẩn. Chơi phải chơi tới cùng. Chơi đến khi nào có một máu thì mình sẽ bỏ long tộc ra. Ai đây? Đó chính là Kalista 3 với đội hình quân đoàn thiên thần hiệp sĩ thiết giáp. Ôi cái ông này tính cho 3 sao nhiều nhiều đây mà. Galio có hai trang bị giáp máu nhìn thì rất trâu nhưng mà với Heimerdinger và Zerang của chúng ta là nó có được cái nhiệm vụ là tiêu diệt mấy cái con trâu chó nhưng khả năng là vẫn không lại rồi. Ông này mạnh thế. Wow. Sắp cút rồi anh em, còn 11 máu thôi. Đi chợ, đi chợ. Long tộc nhân tạo. Trận này như là muốn mình số má với thằng long tộc vậy rồi. Long tộc lại ở trên người con Teemo nữa. Mình sẽ có hai sự lựa chọn, một là lấy long tộc hay là lấy thuật sĩ. Nhưng mình sẽ lấy con Teemo. Vừa có thuật sĩ lại vừa có long tộc. Vẹn cả đôi đường. Lấy luôn, đúng rồi anh em. Còn Udi thì chỉ có mỗi thuật sĩ thôi là, nhưng mà nó cũng có long tộc. Ui, có Teemo này, má. Chơi liều anh em. Liều luôn. Nico luôn. Boom. Mình sẽ cho vào vị trí của con Ace đi. Xong bán mạng Zira đi lấy đồ của Zira cho Teemo nhờ. Má. Phát xử lý đây đúng là đi vào lòng đất rồi. Quá lổ. À. Nhưng thôi không sao. Khả năng là vẫn ăn được khi mà chúng ta lại có Teemo 2 sao này thì quá khỏe. Ok. Chiến tốt. Anh em nào đang xem đến đây thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và ông nào gọi là chưa ấn quả chuông để mỗi khi mình ra video nhất thì hãy nhớ ấn quả chuông. Mình ra video mới nhất thì anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 20 vàng. Bây giờ là không cho tôi mua Teemo nữa rồi. Mình sẽ bỏ long tộc đi và cho thêm một thuật sĩ. 5 máu là chúng ta từ bỏ long tộc được rồi anh em ạ. Chứ đợi 2-3 máu là chắc để trận sau trời. Quỷ thư cho gấu hoặc là Teemo. Mình sẽ cho Teemo đi. Tại vì nó sử dụng skill khá nhiều. Bột xanh. Quỷ thư này thì bao khỏe luôn rồi. Rồi hình như anh ta đang có tín hiệu úp cấp đến từ vị trí của Mycel.
cấp 7 50 tiền. Đội hình chỉ có 3 sao thôi. Chuẩn bị lên được Poppy 3 nữa là win game. Nhưng mà tôi đang gọi là giữ cái con gọi là đứng đầu trong cái bộ tộc ác quỷ của tay bạn này thì xong có thể đánh bại được đúng không anh em. Con Timo này này, hàng xịn xò lắm luôn. Lại thêm một cái vút bẫy. Sao lắm vút bẫy này. Tôi có vút tích thần rồi là còn vút bẫy nữa. Mà không biết là cái vút bẫy này thì có stack được hay không. Kiểu như là chúng ta sẽ né được hai kỹ năng hay không ấy anh em. Phải thử mới biết đúng không. Này chưa rõ nữa. Khó thế nhở. Ok. Không có Nico nữa rồi. Cái lè này. Ui Galio. Asan. Fiddle stick. Tiếp tục là một fiddle stick. Fiddle stick ra liên tục ạ. Nãy là mình nhớ là mình có bỏ qua một con fiddle stick trong cái quá trình tìm kiếm con Galio. Nhưng bây giờ nó ra quá nhiều. Garen. Asan thì mình trận này không chơi được tại vì làm gì có đồ ấy anh em. Asan mạnh thì mạnh thật chứ không có đồ thì cũng phế vật à. Cố lên nào các bạn ơi. Ôi rồi ơi đúng rồi nhà mình vào thằng Draven đi. Đúng rồi. Đừng cho thằng Draven nó ném rửa. Cố lên anh em ơi. Má. Nhìn trâu cái này. Xong rồi xong rồi. Đù. Mà cũng may là Timo gánh team anh em. Thế quá. Mũ phù thủy luôn. Trời lớn luôn. Làm cho tôi tiện. Không cho tôi mua Timo nữa. Garen 2 sao. Garen 2 sao thì chúng ta sẽ phải bỏ đi 3 long tộc. Nhưng mà thực chất thì con Garen này thì siêu trâu rồi. Heimerdinger. Mũ phù thủy. Ui dồi hai con fiddle stick. Vậy là chúng ta sẽ có được fiddle stick 3. Bán luôn. Nico cho gấu giữ máu luôn. Này thì mình sẽ cho Heimerdinger luôn. Đùa. Chỉ trong một cái khoảnh khắc thôi mà mình đã lên luôn được con fiddle stick 3 sao rồi. Quá may mắn. Vậy tại thì chúng ta đang phải đối đầu với Galio 3 áo choàng máu ạ. Đến từ vị trí của Venda. Này thì nhiều máu à. Nhiều máu thì đã cũng có quỷ thư chị. Quỷ thư chị rồi. Đi luôn không? Đi luôn không? Đi luôn. Tuyệt vời. Đã lật lên vị trí top 3 rồi anh em. Ôi ông ác quỷ thì còn nhiều máu cho nên là chưa đi được. À những cái bè trâu thế nhở. Nhìn đồ hơi tạp nham vậy mà trâu vậy ta. Gwen. Rồi ok. Giờ chả bắt được cái gì nữa. Lên Gwen 2 là binh. Bây giờ thì mình đang có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ bán Timo đi và đổi trang bị cho Fiddle Stick. Hai là mình sẽ bán Heimerdinger đi. Anh em lựa chọn đi. Một trong hai con. Ôi trời mình có hai Nico rồi. Rồi xong rồi. Cấp 8 50 tiền rồi. Còn chờ đợi gì nữa đây, không chịu roll tìm Timo đi. Hãy đợi tôi bay màu rồi mới dám tìm. Cái mặt hàng Timo này thì nó nhiều lắm. Nhiều ông muội là có chứ chắc là dám mua. Tại vì máu có hạn mà. Xem nào. Uầy vô cực kiếm. Được. Đã vậy thì mình sẽ đổi trang bị của Heimerdinger sang cho Fiddle Stick.
thử xem là cái combo trang bị đồ thế giới nhất, xịn sò nhất cho Fiddlestick là nó có thực sự khủng khiếp lắm hay không. Chơi này chơi mẹ vua liều luôn rồi đấy. Chơi liều quá. Không biết là chơi liều hay là chơi ngu nữa. Kéo chơi ngu mẹ rồi. Bán em Mordinger 2 sao đi. À thôi anh em đừng có chửi tôi nha. Đây có một thêm Mordinger kích hoạt thuật sĩ vào nữa này. Rồi. Này cho Garen đi, chứ Hammer 1 sao thì hơi fail. Ui ôi ông này một con Draven nữa lên Draven 3 này. Làm trò gì đây? Đùa với cả người quạ à? Anh em thấy sát thương của người quạ không? Chỉ cần di chuyển đến đâu là người chết đến đấy. Mà nó lại còn có tà thần cho nên là cũng không cần cái trang bị giáp tinh thần nữa đâu. Teemo. Hôm trước mình có một trận đấu mà có 5 máu nó vẫn cho một Teemo, thế là thua mẹ luôn. Một con nữa cố lên Phạm Đức Lợi, à Đức Lương ơi. Mày bắn cái Nico sang bên trong này đi. Này cho vào lấy thêm tỷ lệ né. Đây. Này cho đánh á đâu, đổi luôn bên kia luôn cả. Trời luôn. Mình lại gặp ông ác quỷ ạ. Ui hồi nhìn đội hình nhìn bằng chóe này. Nhưng mà tôi thích những cái ông mà xếp gọi là tụm 5, tụm 7 như thế này. Đấy là cơ hội để cho Fiddlestick của chúng ta thể hiện. Bay ra con nào là bay màu thằng đấy. Ôi rồi 22.000 nam trong vòng tích tắc. Bên kia thì hình như là cũng thua bản sao của chúng ta luôn rồi. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và nhớ like được cái kênh nha. Và hẹn lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.